Xin chào các bác, hôm nay sở hữu Hoàng Vinh Mê Lên xin giới thiệu các bác hai tác phẩm gà được làm bằng chất liệu gỗ hương đa liên khối. Bên trái em là tác phẩm gà gia đình, bên phải em tác phẩm gà đơn. Sau đây thì em sẽ quay video trực tiếp cho các bác cùng xem. Đây là tác phẩm gà gia đình, còn đây là tác phẩm gà đơn. Các bác phẩm tượng gà gia đình siêu đẹp của bên em. Một tác phẩm là tượng gà gia đình và một tác phẩm là tượng gà đơn. Nếu như các bác quan tâm mẫu nào thì có thể nhắn tin trực tiếp cho bên em nhé. Đây là hai mẫu gà, chất liệu là gỗ hương ta rất là đẹp. Như các bác, em đang quay cho các bác xem, đây là tác phẩm gà gia đình. Lúc này của bên em có kích thước là cao 85, ngang 66 và sâu dày là 28 phân. Bức này của bên em thì có giá là 17 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. 17 triệu 500 nghìn đồng. Một tác phẩm gà gia đình và cái khóm hoa cúc hay còn gọi là kê cúc rất là đẹp luôn. Và rất là đẳng cấp. Đây các bác ngắm cái dáng của tác phẩm này. Chú gà này ở trên miệng đang vuông cổ cất tiếng gáy, nhưng mà ở trên miệng thì còn đeo một cái sợi, một cái sâu tiền cổ, một cái sâu đồng xu cổ rất là đẹp. Đây các bác nhìn cái diện mặt này, màu gà này. Cái phần cặp mỏ được đục rất là kỹ và cái phần mắt nữa các bác có thể thấy là mắt bên em điểm nhãn này. Và các bác nhìn cái phần đuôi này, liền khối, đẹp tuyệt vời như thế này. Các bác biết là tìm gỗ hiện nay cực kỳ khó. Mà nghệ nhân đục gà, đục tác phẩm này của bên em cũng là nghệ nhân hàng đầu về đục gà các bác nhá. Đây các bác nhìn cái dáng này, cái phần đuôi này rất là tơi, rất là đẹp mà nhìn nó cực kỳ là bay bổng. Đây các bác nhìn cái đường nét này, siêu đẹp. Siêu đẹp, siêu tuyệt vời nhá. Và đây là cái phần cựa gà của tác phẩm, các bác biết là để đục một cái cựa gà đẹp như thế này, nghệ nhân cũng phải mất rất là nhiều thời gian mà chặt tỉa rất là đều đặn từng cái ngón chân đến cái phần cựa gà hay là chú gà con. Bên cạnh này là tác phẩm mà gà mẹ các bác nhá, một chú gà mái. Rất là đẹp luôn mà cái dáng phải, các bác có thể thấy là từng cái đường lông này, từng cái đường lông nhá, phải gọi là rất là đều, rất là mượt mà. Diện mặt này cho đến bông hoa cúc, siêu tuyệt vời đúng không các bác? Nếu như các bác quan tâm đến tác phẩm thì các bác có thể nhắn tin trực tiếp cho xưởng gỗ Quang Vinh của bên em. Bức này bên em bán là 17 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. 17 triệu 500 nghìn đồng. Ở bên dưới này thì có hai chú gà con rất là xinh. Và bên cạnh thì có một cái ụ tiền. Ụ tiền này mang đến tài lộc phú quý. Các bác có thể thấy rất là đẹp. Và bên cạnh này thì là một tác phẩm tượng gà đơn. Tượng gà đơn và hoa phù dung. Mẫu này của bên em cũng là đục liền khối và siêu đẹp. Các bác ưng thì nhắn tin cho bên em. Bức gà nhỏ, bức gà đơn này thì bên em bán với giá là 8 triệu 200 nghìn đồng. Bức này là cao 62, ngang 50 và sâu dày là 38 phân các bác nhé. Tượng gà gia đình, tượng gà đơn, chất liệu là gỗ hương ta, hàng liền khối. Các bác ngắm cái dáng của tác phẩm thôi là các bác đã thấy ưng và rất là đẹp rồi. Các bác có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại mà sở hữu Quang Vinh đã để ở trên màn hình. Và trên màn hình thì cũng có địa chỉ cửa hàng của bên em ở số 4 dãy B2, shop house Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Các bác ở Hà Nội thì qua trực tiếp bên em để chiêm ngưỡng các tác phẩm. Vì ngoài tượng gà ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu khác. Các bác cứ qua tận nơi để chiêm ngưỡng và thưởng thức các tác phẩm nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video clip của xưởng gỗ Quang Vinh về hai tác phẩm tượng gà. Xin chào tất cả các bác.